Đúng là anh em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu. Đánh quả bóng trúng mông cô gái nhưng khi bà quay lại thì anh trai này liền phủi tay. Cô ấy giận quá mất khôn liền tác động vật lý anh trai đứng cạnh. Ông kia thấy bạn mình bị đánh oan không ra tay ngăn cản, thay vào đó là bỏ cuộc chạy lấy người. Sau chuyến này thì không anh em bạn bè gì hết.